Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 23 tháng 5 năm 2020 và là ngày thứ bảy tại Hoa Kỳ Thì hai hôm qua thường bận công việc ở công ty cho nên cũng không có thời gian để mà làm video chia sẻ với các bạn Và trong video ngày hôm nay chúng ta Trước hết sẽ nhìn vào tổng quát của thị trường và kế đó Thường sẽ muốn chia sẻ với các bạn một số những tin tức tài chính liên quan đến Trung Quốc Mà thường nghĩ là các bạn cũng có nhiều hứng thú muốn biết đến Nhất là một cái tin tức mà đang được bàn bạc rất là xung xao về việc là có phải là các chứng khoán của Trung Quốc Nếu như mà đang giao dịch ở trên thị trường Hoa Kỳ thì phải bị loại bỏ Các chứng khoán này sẽ không tiếp tục được giao dịch hay là không Thì đây chính là điều mà chúng ta sẽ nói tới trong video ngày hôm nay nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và nếu như các bạn chưa theo dõi Thuận Capital trên cái mạng xã hội thì các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào trang web ThuậnCapital.com, link ở phía dưới video này. Và các bạn bấm vào giới thiệu thì các bạn sẽ nhìn thấy những tài liệu như là ở trên màn hình, các bạn sẽ tìm thấy link Facebook, Telegram và Twitter. Và nếu như mà các bạn muốn tìm hiểu các sàn giao dịch crypto như là sàn Margin SnapX hay là Bybit hay là các bạn muốn tìm hiểu sàn Binance hay là Coinbase thì tất cả các link nằm ở phía dưới video này mà nếu các bạn muốn có thêm thông tin thì ở phần cuối video này thường sẽ có một số thông tin liên quan tới các sàn này thì trở lại với lại tổng quát tin tức tài chính thì trước hết chúng ta hãy nhìn vào kết thúc tuần qua thì các bạn thấy được là các chỉ số như là chỉ số Dow Jones thì không có thay đổi nhiều các bạn thấy là kết thúc ở cái mức là 24.465 điểm chỉ số S&P thì tăng 0,24 phần trăm kết thúc ở mức là 2.955 và chỉ số Nasdaq là tăng 0,43 phần trăm kết thúc ở mức là 9.324 điểm thì những cái điểm này so với là trước đây là như thế nào chúng ta sẽ nói tới một lát nữa nhưng mà bây giờ chúng ta hãy nhìn vào các chỉ số của châu Á thì các bạn thấy được là chỉ số Nikkei thì đã đi xuống 0,8 hồi thứ sáu ngày hôm qua chỉ số hai Thượng Hải thì đã xuống 1,89% nhưng mà các bạn thấy được là chỉ số Hang Seng của Hồng Kông đã xuống 5,56% thì tại sao đi xuống thì nghĩ là nhiều bạn cũng đã biết tới cái tin tức liên quan đến là Trung Quốc muốn đưa ra một cái luật an ninh quốc gia và cái luật an ninh quốc gia này nói một cách đơn giản thì có thể là sẽ kết thúc cái chính sách một quốc gia hai chế độ các bạn cũng đã biết là sau khi mà Hồng Kông được trả về Trung Quốc vào năm 1997 thì đáng lý đâu là tới năm 2047 thì Trung Quốc mới là thực hành luật Trung Quốc ở Hồng Kông nhưng mà các bạn thấy là cái việc này đến sớm hơn là nhiều người dự định và các bạn cũng đã thấy là năm ngoái có rất nhiều những cái cuộc biểu tình ở Hồng Kông thì channel này không phải là một cái channel về chính trị cho nên chúng ta sẽ không có đi sâu về là bên nào đúng bên nào sai hay là vấn đề này là như thế nào các bạn thấy được là mỗi người đều sẽ có cái suy nghĩ riêng nhưng mà cái vấn đề liên quan tới Trung Quốc muốn áp dụng luật an ninh quốc gia này thì có ảnh hưởng rất lớn đối với lại Hồng Kông và các bạn thấy được là cổ phiếu của Hồng Kông cũng đã cho thấy được là sự ảnh hưởng rất lớn đã xuống 5,56% hồi thứ sáu mới đây. Còn chúng ta nhìn vào dầu thì các bạn thấy được là dầu đã xuống 1,06% ở mức là 33 đô 56 cent cho một thùng dầu. Đây là cái chỉ số của hợp đồng tương lai kết thúc tháng 6 này. Còn về vàng thì các bạn thấy được là vàng thì cũng có cái sự tăng trưởng, nhưng mà cũng vẫn xoay quanh cái mức mà chúng ta đã thấy trong dòng mấy tháng qua vẫn là 1734 đô, tăng 0,74%, thì trước hết chúng ta hãy nói về tình hình tài chính của Hoa Kỳ, sau đó chúng ta sẽ nói tới Trung Quốc. Các bạn thấy được là Hoa Kỳ thì các chỉ số kết thúc hôm thứ sáu này đã cho thấy được là đây là một cái tuần có sự tăng trưởng rất là cao. Các bạn thấy được là tuần này là chỉ số Dow Jones đã tăng 3,3% chỉ số S&P 500 đã tăng 3% tuần này và các bạn thấy được là chỉ số Dow Jones tăng 3,3% tuần mới đây là cái tuần mà có cái sự kết thúc tăng trưởng mạnh nhất từ hồi 9 tây tháng 4 cho đến bây giờ và một trong những cái lý do tại sao mà chứng khoán tăng mạnh trong tuần này là bắt đầu từ đầu tuần các bạn cũng đã nhớ là tin tức liên quan tới là có nhiều những cái kết quả tốt về việc thử nghiệm vaccine được đưa ra bởi công ty Moderna Họ nói là họ đã thử nghiệm 45 người và có kết quả tốt Và hôm đó ngày thứ hai thì các bạn thấy được là chỉ số Dow Jones sẽ tăng lên 900 điểm Nhưng mà có một số những lo ngại về tình hình của kinh tế đã làm cho chỉ số của Dow Jones không tiếp tục tăng trong tuần Mà các bạn thấy là đã đi xuống một phần Nhưng mà dù sao đi nữa tuần vừa rồi thì vẫn là một tuần rất tốt trong thị trường tài chính của Hoa Kỳ và các bạn thấy được là gần tới cuối tuần thì một trong những cái lo ngại được đưa ra đó chính là liên quan tới cái sự căng thẳng về mặt chính trị và chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Thì các bạn thấy được là trong vòng mấy tuần qua thì cổ phiếu đã tăng lên rất nhiều. Như là các bạn nhìn vào trên màn hình đây là chỉ số S&P 500. Thì sau khi mà xuống mạnh cái ngày 23 tây tháng 3 thì từ cái đáy ngày 23 tây tháng 3 lúc mà đi xuống 34% từ cái mức đó cho lên cái mức hiện tại các bạn thấy đã tăng trưởng ngược trở về là 35% Cái sự hồi phục về mặt chỉ số chứng khoán là cái sự hồi phục rất là lẹ Nhưng mà các bạn thấy được là chúng ta đã nói tới rất nhiều trong các video trước đây Là đã có một cái sự khác biệt giữa thị trường tài chính Cái nghĩa là chúng ta nói tới thị trường trái phiếu cổ phiếu so với lại cái tình hình kinh tế của Hoa Kỳ tại vì thất nghiệp bây giờ vẫn còn rất nhiều các bạn thấy được là mở cửa trở lại nhưng mà các công ty vẫn không có được thu nhập như xưa dù sau đây nữa các bạn thấy được là chứng khoán cũng có cái sự tăng trưởng rất là cao và nhiều người thì cho là cái sự tăng trưởng này là một cái sự tăng trưởng ảo tại vì cái sự tăng trưởng này là tại vì các công ty vẫn tiếp tục được nhận cái số tiền hỗ trợ đến từ chính phủ cũng như là Fed cục dự liên bang vẫn tiếp tục bơm tiền vào trong thị trường để mà hỗ trợ thị trường tín dụng nhưng mà một ngày nào đó nếu như mà không còn có hỗ trợ và Fed không còn hiệu quả nữa thì lúc đó các chỉ số chứng khoán sẽ như thế nào đó chính là điều mà nhiều người lo ngại và cộng vào đó nữa các bạn thấy được là một cái lo ngại mới đã được nói tới bắt đầu khoảng chừng là hai ba ngày qua đó chính là cái sự căng thẳng về mặt chính trị cũng như là chiến tranh thương mại giữa Trung Mỹ và chúng ta cũng vừa mới nói tới tin tức liên quan tới Hồng Kông và Trung Quốc Nhưng mà các bạn thấy được đây không phải là tin tức duy nhất Các bạn nhìn vào một cái luật mà đang được đưa ra mà gây ra nhiều xôn xao Để thuận chia sẻ một số những cái tài liệu Sau đó chúng ta sẽ nói về cái luật này là như thế nào Thì cách đây không lâu, cách đây khoảng chừng là 2-3 tháng Thì có một cái công ty Trung Quốc Và công ty này có cái chứng khoán ở trên sàn Nasdaq là Luckin Coffee và Luckin Coffee này thì đã đang bị điều tra tại vì nói là họ đã đưa ra những cái tài liệu giả về mặt thu nhập cũng như là bán được bao nhiêu sản phẩm và việc này là bắt đầu từ tháng tư thì tháng tư công ty Luckin đã nói là đang điều tra giám đốc điều hành của công ty này về việc là khai gian có nghĩa là gian lận về việc là khai báo là công ty thu nhập và bán sản phẩm là như thế nào và sau đó thì giám đốc điều hành của công ty Luckin này đã bị khai trừ và bắt đầu từ ngày 17 tây tháng 4 thì cái cổ phiếu của công ty Luckin Coffee này đã trở thành một cái cổ phiếu bị đóng băng ở trên sàn Nasdaq mà cho đến ngày 20 tây tháng 5 thì lúc đó cổ phiếu mới bắt đầu được cho giao dịch lại nhưng mà trước khi mà cái cổ phiếu của công ty Luckin Coffee này được tiếp tục giao dịch ở trên sàn chứng khoán của Hoa Kỳ sàn Nasdaq thì một ngày trước đó ngày 19 tây thì sàn Nasdaq đã đưa ra thông báo là sẽ delist cái cổ phiếu này các bạn thấy được là cổ phiếu thì cũng giống như là chúng ta trade các coin ở trên sàn Nếu như mà có vấn đề gì đó hay là sàn không muốn hỗ trợ nữa thì sàn sẽ delist cái đồng đó Cũng tương tự các bạn thấy được là bây giờ thì cái thị trường của Nasdaq không muốn tiếp tục list Không muốn tiếp tục cho giao dịch cổ phiếu của công ty Looking Coffee nữa thì họ sẽ delist cái cổ phiếu này Vì nhiều lý do và một trong lý do mà được đưa ra bởi Nasdaq đó chính là Việc là công ty này không có khai đúng sự thật về mặt là buôn bán được bao nhiêu, thu nhập được bao nhiêu có thể làm ảnh hưởng rất lớn đến với lại những người mà trader trên sàn Nasdaq. Cho nên sau khi mà tin tức này được đưa ra và một ngày sau đó ngày 20 tây cổ phiếu của công ty Lucken được giao dịch trở lại thì cổ phiếu của công ty này đã liên tục đi xuống và thứ sáu này đã xuống tới 30%. Các bạn thấy được đây chính là cái biểu đồ của công ty Luckin Coffee Một tuần qua các bạn thấy được là từ 2 đô 80 cent đầu tuần Và kết thúc cuối tuần các bạn thấy chỉ còn còn 1 đô 39 cent trong khi mà chúng ta so sánh với lại phần lớn những công ty ở trên S&P 500 thì các bạn thấy được là tuần qua là một tuần mà không có cái sự thay đổi nhiều về mặt giá cả của chứng khoán nhưng mà chúng ta nhìn vào cổ phiếu của Luckin Coffee thì đã đi xuống rất là nhanh đó chính là cái đường mà màu xanh các bạn nhìn thấy trên màn hình và cái lời cáo buộc bây giờ là công ty Luckin Coffee này là một công ty mà chưa hề có một cái chiến lược giao dịch mà có hiệu quả có nghĩa là một công ty mà không có khả năng để mà kiếm được lợi nhuận thì các bạn thấy được là tại sao chúng ta nên nói về công ty Lincoln Coffee này Tại vì sau đó thì chúng ta lại nhận được cái tin tức Đây là cái bài viết được chia sẻ ngày 22 tây tháng 5 nghĩa là ngày hôm qua Thì bây giờ Thượng viện của Hoa Kỳ đã đưa ra một cái dự luật Và cái dự luật này nếu như mà thành luật Thì nói là tất cả những công ty mà có nguồn gốc từ Trung Quốc mà đang giao dịch trên sàn chứng khoán của Hoa Kỳ bây giờ là thường nhớ là khoảng 150 mấy công ty mà đang giao dịch trên sàn chứng khoán của Hoa Kỳ thì tất cả những công ty đó là họ phải đưa ra một cái chứng minh là những công ty này là không có phụ thuộc cái quyền quản lý của chính phủ của Trung Quốc có nghĩa là chỉ là công ty tư nhân chứ không phải là công ty của chính phủ đó là điều đầu tiên. Điều thứ nhì nữa là những công ty Trung Quốc mà đang ở trên sàn chứng khoán của Hoa Kỳ mà trong vòng 3 năm liên tục mà không có giao tài liệu kiểm toán cho PCAOB hay là Public Company Accounting Oversight Board hay là nói dễ hiểu đây là một cơ quan mà giám sát kế toán thì các bạn thấy được là những công ty nước ngoài mà giao dịch chứng khoán ở trên sàn của Hoa Kỳ thì đều phải giao giấy tờ kế toán cho PCAOB cơ quan này để mà họ kiểm tra kế toán để chống gian lận nhưng mà ngoại trừ là những công ty của trung quốc thì cho tới ngày hôm nay cũng không có giao giấy tờ kiểm toán cho pcaob để mà họ có thể là kiểm chứng là những công ty này không có thời gian bây giờ thì nếu như mà cái luật này được thông qua thì tất cả những công ty đó đều phải đưa ra giấy tờ kiểm toán của mình để mà được kiểm tra Và nếu như mà không làm theo thì những sàn giao dịch là bắt buộc là phải delist có nghĩa là không cho giao dịch cái cổ phiếu đó nữa thì bây giờ cái luật này là mới được thông qua bởi thượng viện đương nhiên là cũng như là tất cả các dự luật khác các bạn thấy được là phải được thông qua bởi Hạ viện sau đó mới được ký bởi Tổng thống thì sau đó mới trở thành luật thực sự. Nhưng mà bây giờ những người mà hỗ trợ dự luật này đang rất là đông đến từ cả hai đảng, đảng Cộng hòa cũng như đảng Dân Chủ. Cho nên nhiều người tin tưởng là cái luật này có thể được thông qua trong thời gian rất là ngắn. Và cái luật này có phải là liên quan đến cái công ty Lucent Coffee này mà làm cho nhiều nhà đầu tư ở Hoa Kỳ thiệt hại hay là không? Thì tôi nghĩ là cũng có một phần liên quan nhưng mà cái điều này là một điều mà đã được bàn bạc rất lâu và cũng là một phần liên quan tới việc là Hoa Kỳ bây giờ là đang muốn tăng cường cái sự kiểm soát công ty của Trung Quốc ở Hoa Kỳ thì để thường giải thích thêm cho các bạn hiểu nhưng mà bây giờ các bạn thấy được là ở Hoa Kỳ thì có rất nhiều những công ty của Trung Quốc đang hoạt động trong thị trường chứng khoán các bạn thấy được là những cổ phiếu lớn như là công ty Baidu đang giao dịch ở trên sàn Nasdaq hay là Alibaba đang giao dịch ở trên sàn NYSE sàn của New York và JD.com đang giao dịch ở trên sàn nasdaq cho nên bây giờ trên hoa kỳ có rất nhiều những chứng khoán của nhiều công ty lớn ở trung quốc đang hoạt động thì điều này có nghĩa là sao điều này có phải là nếu các bạn đang giữ cổ phiếu của công ty trung quốc ở trên sàn giao dịch của hoa kỳ thì các bạn nên bán hay là không thì điều này không hẳn là như vậy để thường giải thích cho các bạn hiểu là cái vấn đề này cũng khá phức tạp tại vì các bạn thấy được là ngoại trừ những công ty mà các bạn biết là xuất phát từ trung quốc thì người trung quốc cũng đầu tư rất nhiều vào thị trường chứng khoán của hoa kỳ tại vì bây giờ các bạn thấy được là ở trung quốc khi mà một cái đơn vị nào đó muốn đầu tư vào chứng khoán của Hoa Kỳ thì có một số hạn chế, có một số ngành là Trung Quốc không cho đầu tư trực tiếp như là những cổ phiếu liên quan tới internet hay là những cổ phiếu liên quan tới là dạy học trên mạng, thông tin trên mạng. Đây là những cái ngành mà luật Trung Quốc bây giờ không cho các đơn vị, các công ty ở Trung Quốc đầu tư trực tiếp vào những cổ phiếu này ở trên sàn chứng khoán của Hoa Kỳ nhưng mà các bạn thấy được là cái sự việc mà công ty của trung quốc nắm giữ nhiều chứng khoán của hoa kỳ cũng là một điều mà đang diễn ra hiện tại thì làm sao họ làm được điều này họ làm bằng cách là họ đến những cái nước nhỏ hay là những cái đảo nhỏ như là Cayman Islands sau đó họ set up một cái đơn vị gọi là Viable Interest Entities VIE để coi như là một cái công ty đứng chính giữa một công ty trung gian sau đó họ dùng tiền để mà đưa cho công ty trung gian này và công ty trung gian này sẽ mua chứng khoán ở trên thị trường của Hoa Kỳ nhưng mà phần lớn họ sẽ mua chứng khoán là chứng khoán tư nhân có nghĩa là họ sẽ mua trực tiếp chứng khoán được đưa ra từ công ty và sau khi mà công ty thứ ba này mua chứng khoán của Hoa Kỳ sau đó họ sẽ bán lại cái chứng khoán của họ cho những công ty ở Trung Quốc coi như là những công ty của Trung Quốc là thông qua trung gian để mà sở hữu cổ phiếu và cổ phần của những công ty ở Hoa Kỳ coi như là sở hữu gián tiếp nhưng mà phần lớn là họ mua những cổ phiếu này gọi là cổ phiếu private nghĩa là cổ phiếu tư nhân thì các bạn thấy được là đây là những cổ phiếu mà không giống như những loại cổ phiếu mà các bạn mua trực tiếp trên sàn một công ty thì có thể là đưa ra nhiều loại cổ phiếu khác nhau như là các bạn thấy là Berkshire Hathaway thì có cổ phiếu loại A, loại B thì những cổ phiếu này tùy theo để các bạn mua loại nào thì các bạn được quyền là bỏ phiếu hay là không khi mà công ty đó đưa ra bất cứ một đề xuất nào thì thường thường khi mà các bạn mua cổ phiếu private thì những cổ phiếu đó là không được quyền bỏ phiếu của công ty nhưng mà sự thật thì nhiều công ty như là công ty Sina năm 2017 đã bị rất nhiều áp lực từ những cái công ty thứ ba mà đang sở hữu nhiều cổ phiếu cho nên cuối cùng công ty Sina cũng cho những người mà sở hữu các cổ phiếu private đó để mà bỏ phiếu về những việc của công ty có nghĩa là gián tiếp có thể bỏ phiếu về việc điều hành của công ty điều này cũng đã gây ra nhiều tranh cãi năm 2017 thì cái vấn đề ở đây các bạn thấy rất rõ ràng bây giờ rất khó biết được là Trung Quốc nắm giữ bao nhiêu phần trăm của những công ty ở hoa kỳ hiện tại tại vì các bạn thấy được là phần lớn họ sẽ không đầu tư trực tiếp mà họ sẽ đầu tư thông qua một công ty thứ ba và điều này thì đương nhiên làm cho nhiều người lo lắng tại vì nếu như mà trung quốc lưu trữ quá nhiều cổ phiếu của những công ty ở hoa kỳ thì sẽ làm ảnh hưởng đến việc điều hành của công ty đó và cái luật mà đang được nói tới cái dự luật này nếu như mà được thông qua thì cái điều mà chính phủ hoa kỳ muốn làm đó chính là thông qua cái luật này bắt buộc những công ty mà đang giao dịch trên sàn chứng khoán ở Hoa Kỳ hiện tại đưa tài liệu để cho họ ít ra là biết được là những công ty này là nắm giữ bao nhiêu những cổ phần của những công ty thứ ba. Cho nên các bạn thấy được là khi mà bây giờ chính phủ Hoa Kỳ điều tra thì điều tra là ai đang nắm giữ cổ phần của công ty Google đi, thì các bạn sẽ thấy được là sẽ không tìm thấy những công ty Trung Quốc nắm giữ cổ phần của Google dễ dàng, tại vì phần lớn họ thông qua công ty thứ ba. Cho nên Chính phủ Hoa Kỳ chỉ có thể thấy được là công ty nào đang nắm giữ cổ phần của Hoa Kỳ nhưng mà công ty đứng sau lưng công ty đó là công ty nào thì không biết được. Qua cái dự luật này nếu như mà được thông qua thì những công ty Trung Quốc mà hoạt động ở trên sàn chứng khoán của Hoa Kỳ là phải đưa ra tài liệu để cho họ thấy được là những công ty này đang sở hữu những công ty thứ ba nào và có thể gián tiếp truy ra được là họ đang lưu trữ bao nhiêu phần trăm cổ phiếu của Hoa Kỳ thì đây là cái luật mà đang được bàn tới mà gây nhiều xôn xao bắt đầu từ thứ sáu thì các bạn thấy được là để thực hành được cái luật này cho dù được thông qua thì cũng là một cái điều mà khó khăn tại vì khác với lại thị trường của crypto các bạn thấy đừng mà một đồng sau khi mà bị delist thì có thể là giao dịch otc giao dịch trong ngoài hay là giao dịch uh, trực tiếp qua một sàn khác nhưng mà khi mà một cái chứng khoán ở Hoa Kỳ mà bị delist thì không đơn giản như vậy tại vì sau khi mà bị delist thì chứng khoán nó sẽ bị đóng băng chứ không có được là giao dịch ra ngoài có nghĩa là chứng khoán đó ở trên sàn đó là cái công ty mà bị delist là họ phải mua lại những chứng khoán ở trên sàn thông qua một cái giá mà cho là hợp lý nhưng mà điều này cũng có thể làm ảnh hưởng đến những cái nhà đầu tư tại vì các bạn thấy được là cái giá mà họ đưa ra để mua lại thì đương nhiên sẽ tính theo thu nhập sẽ tính theo là công ty có bao nhiêu tài sản và mua lại theo cái giá đó nhưng mà cái giá giao dịch trên sàn hiện tại có thể là còn cao hơn cái giá đó rất là nhiều cho nên vì lý do đó các bạn thấy được là nếu như, như mà phải bán lại với lại cái giá ấn định bởi công ty thì có thể là nhiều nhà đầu tư bị lỗ đó là điều đầu tiên điều thứ nhì nữa nếu như mà những công ty này mà bắt buộc là bị delist từ những cái sàn giao dịch chứng khoán của hoa kỳ thì họ lấy tiền ở đâu để mà mua lại những cái cổ phiếu mà đang được lưu trữ bởi người hoa kỳ các bạn có thể thấy được là trong khoảnh khắc rất là ngắn họ phải kiếm được rất nhiều tiền để mà mua lại những cổ phiếu này đây cũng là một khó khăn một điều khó khăn khác nữa là bây giờ có rất nhiều những cái quỹ đầu tư, những công ty vẫn đang sở hữu nhiều cổ phiếu của công ty Trung Quốc. Trong đó chúng ta có những công ty như là Alphabet, nghĩa là công ty Google và công ty Walmart là đang lưu trữ rất nhiều cổ phiếu của công ty Trung Quốc là công ty JD.com. À, những quỹ đầu tư như là BlackRock và Vanguard thì đang lưu trữ rất nhiều cổ phiếu của công ty Alibaba và Baidu. Cho nên việc mà nếu như mà những công ty này gặp rắc rối thì sẽ làm ảnh hưởng gián tiếp tới những công ty mà đang đầu tư vào những công ty Trung Quốc này. Cho nên để được thông qua và thực hành thì cái lực cuối cùng tôi nghĩ là sẽ có một cái lực nào đó được thông qua nhưng mà cái phiên bản cuối cùng thì sẽ không có gắt gao như là cái phiên bản mà Thuận mới chia sẻ với các bạn. Nhưng mà đây là một điều mà chúng ta cũng cần phải quan tâm tới. Tại vì đây là một trong những cái mối lo ngại khi mà chúng ta nói tới đầu tư vào thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ hiện tại là một phần của cuộc chiến tranh thương mại giữa Trung Mỹ. Thì đây là những gì mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Các bạn nghĩ sao về cái video này các bạn hãy comment ở phía dưới Và Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này Và nếu như các bạn là một trader mà các bạn muốn ủng hộ Thuận Capital Các bạn có thể tham gia các sàn giao dịch thông qua link ở phía dưới video này Thì các bạn có thể tham gia những sàn margin như là sàn NAPX và sàn Bybit Tham gia sàn NAPX bằng cách bấm vào link tham gia sàn Sau khi mày đăng ký thành công thì các bạn có thể bấm vào cái nút kế bên Để đăng ký vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là cái tín hiệu chơi miễn phí thông qua Telegram Tuy nhiên là giao dịch Margin có rất nhiều nguy hiểm, các bạn có thể có được lợi nhuận cao Nhưng mà nguy hiểm cũng rất cao, các bạn có thể là long đánh lên hay là short đánh xuống Thị trường lên xuống các bạn đều có thể là kiếm được lợi nhuận Nhưng mà chơi Margin không phù hợp như những bạn mới Chỉ phù hợp như những bạn nào mà có kinh nghiệm Trading Nếu như các bạn muốn giao dịch altcoin, các bạn có thể tham gia sàn Binance Tham gia tham mô link của thùng capital ở phía dưới các bạn có thể là được giảm 10% phí giao dịch Sau khi mà giao dịch, sàn sẽ trả lại 10% vào trong phí của các bạn ba sàn này Stabex, Bybit và Binance là ba sàn quốc tế nếu như mà các bạn là một người ở Hoa Kỳ các bạn có thể tham gia sàn Coinbase bằng cách ta bấm vào nút đăng ký thông qua link ở phía dưới video này và ngoại trừ các video các bạn có thể tìm thấy các bài viết của đội Thuận Capital ở trên trang web thuậncapital.com và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn